vào mảnh vải mà khiến người ta ớn lạnh. Bây giờ nhớ lại chuyện đêm qua, thực chất trong lòng vẫn có thể thấy ớn lạnh, mà quản gia cũng không biết nên giải thích thế nào về vấn đề này. Đã từng có thợ trong cung đến sửa hoa văn thêu, nhưng trước giờ chưa từng thành công, chính là bởi vì không chịu được khí lạnh. Nhớ có một truyền thuyết kể rằng, có sari sẽ đi tìm chủ nhân của nó, người mặc lên phù hợp, người đó được chỉ định chính là chủ nhân của sari. Cái suy nghĩ này khiến Luan bất chợt có chút dè bỉu. Chế nhạo mọi chuyện của Ấn Độ đều rất thần bí, ngay cả một chiếc sari cũng có thể tự tìm chủ nhân. Nhưng chuyện quan trọng nhất chính là hoàng thất công bố thân phận vương phi của em gái. Đây cũng là chuyện làm trai thát đau đầu. Lo lắng Nilapat không chịu nổi áp lực, anh an ủi cô vẫn còn 5 ngày nữa quốc vương sẽ công bố vương phi. Theo như truyền thống, 3 tháng sau đó hai người sẽ không được gặp mặt riêng. Lại dặn dò Nilapat nhất định phải nhẫn nhịn mọi chuyện, đừng tùy ý tin lời người khác. Bây giờ đã điều tra ra, chuyện lần trước là Savitri chỉ đạo, cô ta muốn tranh vị trí vương phi chứ không vì tình yêu. Vì quyền lực trong hoàng thất, nhất định sẽ không từ thủ đoạn nào. Kirik bên này cũng tìm được hung thủ lúc đầu bắt cóc Nilapat. Chỉ là đối phương hình như có chút kinh hãi, nên nói năng linh tinh, đem tin này báo cho trai thác, vừa hay bị quốc vương nghe thấy. Quốc vương tức giận lại có người dám hành động đê hèn như vậy. Chuyện này không cần nghĩ cũng biết ai làm. Lúc này một người hầu đi vào, nói vương hậu mời trai thác đi một chuyến. Hai bố con nhìn nhau, dường như nhắc nhở đối phương, càng lúc quan trọng càng phải cẩn trọng. Trai thác đến cung của vương hậu, thấy mẹ hỏi về vấn đề người được chọn làm vương phi, quyết định thành thật tuyên bố, dặn dò người hầu xung quanh lui xuống, nói thực lòng là mình thật sự thích Nilapat, hy vọng mẫu hậu có thể tác hành cho hai người ở bên nhau. Nhưng vương hậu lại kiên quyết rằng chọn Savitri mới là đúng đắn, và thế lực của tài phiệt cũng hỗ trợ cho hoàng cung. Bà hy vọng con trai có thể bớt đau khổ một chút. Nếu kết hôn với Savitri thì đồng nghĩa với việc có được ủng hộ vô hạn của tài phiệt. Nhưng những thứ này không phải điều trai thác muốn. Mấy chục năm gia tộc tài phiệt vẫn chiếm tài nguyên quốc gia. Anh tin có một ngày tất cả sẽ bị đảo ngược lại. Và vì người con gái anh yêu, anh cũng sẽ chiến đấu tới cùng. Cuộc nói chuyện không vui nên hai người liền rời đi. Đến tối, vương hậu vừa muốn nghỉ ngơi, tài phiệt cho người đến tặng một món quà, bên trong còn có một bức thư. Muốn hoàng thất giữ được sự vẻ vang, chính là nghĩ cách để Savitri trở thành vương phi. Đây rõ ràng là đang uy hiếp vương hậu. Nhưng ngày mai chính là ngày tuyên bố vương phi, bà nhất định phải nghĩ cách ngăn cản. Sáng sớm hôm sau, hai chị em bắt đầu trang điểm lộng lẫy. Mỗi người trong cung cũng dậy từ sớm. Đối với mọi người ở nơi này mà nói, không có chuyện gì có thể quan trọng hơn chuyện chọn vương phi. Rất nhanh nghi thức đã chuẩn bị bắt đầu. Nilapat xinh đẹp sang trọng đi vào sân khấu. Quốc vương trịnh trọng đứng lên. Sau một loạt những lời chúc mừng, nhà vua tuyên bố Nilapat chính là vương phi của người kế nhiệm quốc vị. Nghe được tin này, Luan cũng thở phào nhẹ nhõm, cũng coi là có chút kinh ngạc. Thế nhưng khi quốc vương kết thúc lời tuyên bố, theo thể lệ mở rộng nguyên tắc, hỏi mọi người ở đây có ý kiến gì khác không, ai cũng không ngờ được rằng lúc này vương hậu lại đứng lên. Bà bày tỏ mình là vương hậu, bà phản đối em gái của cô gái này sắp gả cho thái tử của Ấn Độ. Nhưng trong nghi lễ chính thức tuyên bố vương phi xuất hiện cảnh kịch tính này, vương hậu lại đứng lên đưa ra ý kiến phản đối, lý do là hoàng tử đã có người được chọn làm vương phi, tất cả đều phù hợp với quy định và tập tục, còn bày tỏ mình mãi mãi không hoan nghênh vị khách từ xa đến, chỉ là vì dòng máu thuần khiết của hoàng gia, đề nghị Nilapat và Savitri cùng nhau huấn luyện, có ganh đua mới có thể chọn ra người phù hợp với hoàng tử nhất. Ý kiến này ngay lập tức gây ra náo động, đám theo thế lực tài phiệt đều không nhịn được mà cười thầm. Trong đôi mắt bất ngờ của Nuan, Savitri cũng bước những bước chân kiêu sa, đi lên với một bộ đồ sang trọng, bộ dạng độc đoán dường như tuyên bố cô mới là nữ chủ nhân tương lai của đất nước. Sự cố đột nhiên xảy ra, nhanh chóng thu hút báo chí truyền thông đưa tin, các chương trình phát sóng trực tiếp, khiến bố mẹ của Nuan ở nơi xa cũng biết. Mẹ Nuan vốn không muốn gả con gái đi xa như thế, bây giờ xảy ra cơ sự này, thật sự muốn đưa con gái về ngay lập tức. Nhưng bố Nuan lại rất bình tĩnh, cho dù thế này hãy chờ tin tức của Nuan trước đã. Bây giờ cũng không biết sự việc tiến triển thế nào, càng không biết đối phương yêu cầu cái gì. Nghi thức của hoàng gia đều có lộ trình, cần có thời gian, hãy cứ đợi trước đã, đừng nhắm mắt mà phá vỡ hạnh phúc của bọn trẻ. Lúc này ở buổi tiệc đã nóng như chảo lửa, trai thát vô cùng tức giận mẫu hậu, ngay cả quốc vương cũng cảm thấy làm vậy không thể được. Bây giờ cả nước đã đưa tin, nhân dân đều biết mâu thuẫn nội bộ hoàng gia, nhưng vương hậu vẫn kiên định ý kiến của mình. Nếu muốn trọn vẹn cả đôi đường, bà ắt có cách dung hòa, chính là để Nilapat làm thiếp. Suy nghĩ này lập tức khiến trai thác từ chối, nhưng vương hậu cũng có lý do của mình. Ai đã khiến bà yêu một vị quân vương tương lai của đất nước? Nếu không thể chấp nhận điều này, thì hai người hãy chuẩn bị cạnh tranh công bằng, ai giành thắng lợi thì người đó chính là vương phi đích thực. Nhưng rõ ràng ai cũng biết, Savitri đã được huấn luyện làm vương phi 10 năm. Nilapat chỉ là một người ngoại quốc sao có thể thắng được cuộc thi này. Nuan bên này cũng nổi nóng, chất vấn Kirik rốt cuộc đây là chuyện gì? Em gái mình ngây ngốc đứng ở đó, chịu sự khinh rẻ của hoàng thất các người. Con người ai cũng có tôn nghiêm, cùng lắm là trở về đất nước mình, chẳng có yêu thích gì với cái vương phi đó nữa. Kirik vội áp chế cảm xúc Nuan, rằng chuyện này ai cũng không lường trước được, vì trước giờ chưa từng xảy ra bao giờ. Theo truyền thống, hai vị vương phi sẽ được xếp vào trong một phòng,
Đến khi nghi lễ chính thức kết thúc, nghe thấy tin này, Nuan lo lắng em gái sẽ bị ức hiếp, lập tức hỏi Milapad ở đâu. Lúc này Savitri đang kiêu ngạo trong phòng, chế giễu sari của Milapad không biết mượn ở đâu ra, thật là khó coi lại còn cũ rích như vậy. Milapad thật thà dịu dàng vốn không phải đối thủ của Savitri. Thì ngay lúc này chị gái Nuan đi vào, cười nhạo cô là tiểu thư gia đình danh giá mà làm mấy chuyện xấu xa. Những lời nói đó ngay lập tức khơi lên ngọn lửa trong Savitri. Thấy hai người bất đồng sắp động tay động chân, Milapad vội khuyên ngăn Nuan, đối với loại người này không xứng đáng. Lúc này người hầu tới thông báo nghi lễ chính thức khởi hành. Trở về hội trường vừa rồi, quốc vương chỉ có thể tuyên bố kết quả, hai vị vương phi tương lai sẽ cùng tham gia huấn luyện và thông báo điều kiện và xính lễ theo quy tắc do vương hậu tuyên bố. Đối với kết quả này rõ ràng mọi người đều có chút mất tinh thần. Vương hậu đứng lên tuyên bố, kết quả cuộc thi sẽ do các quý tộc bầu chọn, đối với của hồi môn, để có thể phù hợp với thân phận vương quân tôn quý. Bất luận là ai, chỉ cần có thể tìm ra quốc huy của Ấn Độ thất lạc, thì có thể kết hôn với hoàng tử trai khác. Tin này được nói ra, không khí náo động liền bị phá vỡ, ngay cả tài phiệt cũng mất bình tĩnh, ai cũng không thể ngờ được vương hậu lại đưa ra yêu cầu như vậy.